Huấn thích lên mạng chia sẻ về đạo lý, à nhầm, kiến thức, giá trị cho mọi người. Chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại lúc đầu để tiện, Huấn lấy điện thoại có sẵn để quay. Khi đã xuất hiện nhiều người xem hơn thì bắt đầu có những comment bình luận trái chiều như: chỉ có làm thì mới có ăn, những cái loại không làm ở đòi có ăn, ăn đầu vậy nha. Vì vậy, Huấn quyết tâm đầu tư một em máy ảnh Canon M50. Sau khi tham khảo rất nhiều trên mạng, view tăng ở mầm, thiên hạ ai xem cũng phải trầm trồ. Mọi điều về máy ảnh, hãy hỏi máy ảnh Cu Hà Nội.